xem SBTN Online TV mọi lúc mọi nơi. Hình ảnh HD, âm thanh rõ ràng, chỉ có 7 đồng 99 cho một tháng sau 7 ngày dùng thử. Quý vị có thể tải SBTN Online TV trên Google Play, Apple Store hoặc Amazon. Phan Đại Nam kính chào quý khán thính giả. Kính thưa quý vị, vào chiều ngày Chủ nhật 29 tháng 4, 2018, tại tượng đài thuyền nhân trong khu Westminster Memorial Park, thành phố Westminster, miền Nam California, đã có buổi lễ tưởng niệm thuyền nhân lần thứ 9 do Ủy ban xây dựng tượng đài thuyền nhân tổ chức với sự hiện diện của các vị lãnh đạo tinh thần tôn giáo, các vị dân cử, các hội đoàn và đồng hương. Chúng tôi xin giới thiệu nhà thơ Ái Cầm, một thành viên trong ban tổ chức, và được bà cho biết. Trong 9 năm qua thì mỗi năm đài tưởng niệm thuyền nhân đều tổ chức một ngày lễ tưởng niệm. Và chúng tôi rất là may mắn được coi như là Westminster Memorial Park cho cái miếng đất này để đặt cái tượng đài thuyền nhân, và họ sẽ bảo quản hàng suốt hàng trăm năm sau. Dạ thưa anh, và hội đồng thành phố Westminster đã chọn ngày Chủ nhật của cái tháng cuối cùng của cái tháng 4 là ngày kỳ chung của thuyền nhân Việt Nam. Trong cái danh sách ở đây là có 54 cái bia đá, thì có trên 7.000 cái danh sách của quý thuyền nhân từ quý vị đã gửi về cho Ủy ban thực hiện đại tưởng niệm thuyền nhân. Và cái thông báo này chúng tôi trước khi mà đặt cái tượng đài thuyền nhân tại Big Family này thì chúng tôi đã thông báo trong vòng 5 năm từ 1997 là làm một cái lễ đàn tràng siêu độ ở Montreal Park. Thì chúng tôi có thông báo cũng nhờ quý đài SBTN cũng như tất cả quý cơ quan truyền thông báo chí khắp nơi ở trên thế giới cũng như tại Nam California này, thì mời tất cả quý vị nào đã có thân nhân, bộ nhân đã không may mắn tử nạn trên đường vượt biển, vượt bộ thì xin gửi hãy danh sách về cho chúng tôi để chúng tôi khắc vào. Thì sau tới trước 1.000 cách đây hơn 9 năm thì chúng tôi đã nhận được trên 7.000 cái danh sách thưa anh. Sau nghi thức chầu cả cái mạc và mặc niệm là phần phát biểu của nhà báo Thái Thu Hạp, trưởng ban tổ chức và cũng là một thành viên trong Ủy ban xây dựng tượng đài thuyền nhân. Với niềm tin và hy vọng, thuyền nhân đã cố gắng, can đảm vượt qua để gầy dựng cho các thế hệ con cháu có một tương lai rạng rỡ như ngày hôm nay, và đã mang lại thông điệp đến với nhân loại về ý niệm giá trị cao quý của tự do và nhân phẩm của con người. Đó là lý do Ủy ban thực hiện đài tưởng niệm thuyền nhân Việt Nam hàng năm vào ngày cuối tháng 4 tổ chức lễ tưởng niệm và cầu nguyện đến hàng trăm ngàn thuyền nhân, bộ nhân sớm được siêu thoát. Kế đến là phát biểu của ông Tạ Đức Trí, thị trưởng thành phố Westminster. Biến cố 30 tháng 4, 1975 đã khiến hàng triệu người Việt bỏ nước ra đi. Và hàng triệu người Việt đã viết nên lịch sử sau năm 1975. Người Việt chúng ta đã đánh đổi tất cả, sẵn sàng hy sinh tất cả vì hai chữ tự do. Và sau những lời phát biểu của các vị dân cử, trong phần dâng lời cầu nguyện của các tôn giáo, giáo sư Nguyễn Tinh Dầu, hội trưởng Ban Trị sự và Giáo hoàng miền Nam Cali đã nói: Quý vị, những anh linh, những người đã hy sinh trên đường tìm tự do, đó là những anh hùng, những người đã làm sáng tỏ chính nghĩa của chúng ta và tô đậm nét ý nghĩa thế nào là tự do. Kính thưa quý khán thính giả, buổi lễ tưởng niệm thuyền nhân lần thứ 9 do Ủy ban xây dựng tượng đài thuyền nhân tổ chức sau những lời cầu nguyện của các vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo, ban tổ chức cũng đã giới thiệu một tấm bảng do các em thực hiện về thảm cảnh thuyền nhân và phần văn nghệ đấu tranh do câu lạc bộ tình nghệ sĩ và ban thủ ca phụ trách. Và buổi lễ đã chấm dứt vào buổi chiều cùng ngày sau phần thả bóng bóng tượng trưng cho sự siêu thoát và lời cảm ơn của ban tổ chức. Và chúng tôi cũng xin chấm dứt phút sự nơi đây. Xin hẹn quý vị vào những chương trình kế tiếp.